Một lần nữa, Vũ Trung và Mai Tuấn cảm ơn sự tiếp tục theo dõi chương trình Chào Buổi Sáng của chúng tôi. Cho phép chúng tôi được ngừng vấn đề hồ sơ súng ở chỗ này và chuyển sang một cái hồ sơ chính trị của nội tình chúng ta hiện nay, thưa anh Vũ Trung. Báo chí trong ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay vẫn còn nói đến chuyện Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Rex Tillerson. Nhiều chú báo cho rằng ông đã gần như là nói chửi, gọi là chửi thì nó quá, mà là nói câu nó không được đẹp dành cho Tổng thống Donald Trump, tức là boss của mình, mà tiếng Anh gọi là moron. Chúng tôi tạm dịch có thể nói gọi là gọi Tổng thống Donald Trump là con người stupid, con người điên cuồng, con người ngu, con người không biết gì cả. Quý vị thông cảm cho cái kiểu dịch của Mai Tuấn một chút cho nó nhẹ bớt đi. Và Tổng thống Donald Trump đã lên tweet và nói rõ rằng cái báo nào, có thể nói là NBC, phải xin lỗi vì đã tung ra cái tin giả mạo là Ngoại trưởng Tillerson sẽ từ chức Ngoại trưởng, và lại tung cái tin là sau khi họp ở Ngũ Giác Đài với một số các quan chức thì ông Tillerson đã gặp một số các quan chức khác như đàn em của mình hay thân cận của mình, và trong đó ông Tillerson có đưa ra cái lời như Mai Tuấn vừa nói, là nói Tổng thống Donald Trump là như vậy. Tổng thống Donald Trump nói là không có chuyện đó, và ông cũng không có nghe nói đến chuyện ông Tillerson sẽ từ chức. Và cũng cái nguồn tin cho biết rõ là Phó Tổng thống Mike Pence cũng như một số các nhân chức cao cấp của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cố gắng dàn xếp để ông Tillerson đừng từ chức. Và chính ông Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng nói rằng không có cái chuyện ông Tillerson từ chức, và giữa ông Tillerson với Tổng thống Donald Trump vẫn đang đi on the same space, same road. Và ông Tillerson đã lên đài truyền hình nói rõ là tôi không bao giờ xin từ chức, và hiện tôi không có từ chức bao lâu Tổng thống Donald Trump còn thấy cái việc làm của tôi có lợi cho quốc gia, và tôi cũng không có nói những lời đó đối với Tổng thống Donald Trump. Quay ngược trở lại, thưa quý khán giả, tin nói thêm tôi đưa hết để cho anh Vũ Trung có những chai bành ở trong chân của anh. Anh muốn đá chai nào anh đá. Cách đây một vài ngày, tức là weekend vừa qua, khi ông Tillerson ở Bắc Kinh thì đã đưa ra cái tin là Hoa Kỳ đang chuẩn bị, đã sẵn sàng và đã móc nối được là có resource để đàm thoại với Bắc Hàn. Nhưng ngài Tổng thống Donald Trump ở Washington DC thì nói: "Này Rex, đừng phí thời gian nói chuyện đó nữa. Không bao giờ nó có cái chuyện đàm phán với Bắc Hàn." Và ngay cô Sarah Sanders, phát ngôn viên của tòa Bái Cốc, cũng nói rằng không có chuyện đó, ngoại trừ nếu Bắc Hàn bàn thảo với chúng ta về chuyện thả những tù nhân của người công dân Hoa Kỳ mà Bắc Hàn đang nắm giữ. Thưa quý khán giả, cho Mai Tuấn được ôi một tiếng. Bóng đen, bóng đêm và bóng tối. Tưởng rằng ngài Tổng thống Donald Trump đang lấy lại được uy lực, lấy lại được chữ tín vì sự có mặt của ngài với đệ nhất phu nhân ở Texas, ở Florida và mới đây ở Puerto Rico. Nhưng có thể lại chìm xuống. Anh Vũ Trung ơi, anh có cách nào được? Mai Tuấn không muốn anh trả lời nhanh. Quả banh đã đá qua nửa phần sân và đã vào gôn. Cho nên không còn cách nào mà không trả lời anh Mai Tuấn cả. Thưa quý khán giả, chúng ta phải nhìn nhận như thế này. Không ai được quyền và không nên được quyền để mà đòi hỏi một tổng thống, đòi hỏi bất cứ một ai, kể cả tổng thống nữa. Ý muốn nói như vậy, phải toàn thiện. Thế nhưng mà trong cái cương vị của một tổng thống á, thì người dân lại có quyền đòi hỏi một tí, đó là cái cung cách và tác phong của một người làm tổng thống. Nó phải có một cái phần nào đó, nó phải theo một cái luật bất thành văn mà họ nghĩ. Vì vậy cho nên tôi nói ví dụ, cái động tác mà ông Donald Trump mà ném đến Puerto Rico mà gửi paper towel, cái cuốn paper towel gọi là giấy chùi mồm cho người dân có mặt trong phòng, nó ném theo cái kiểu này, cái giống như ném basketball vậy đó, thì trong quá khứ các tổng thống Mỹ gần như không có cái động thái như vậy. Nó là động thái của người bình thường, nó không có sai, nhưng mà người bình thường họ nhìn cái đó nó có phần khác. Và các đài truyền thông họ cũng đưa lên lại hình ảnh của những cựu tổng thống, trong đó có Barack Obama,
trong đó có ông Bush con. Ngay khi mà xảy ra cái vụ 911 thì các ông ấy có những cái động tác, có những cách nói chuyện để ủi an một cách rất là giản dị, một cách rất là chuyên nghiệp bằng những cái ngôn ngữ đặc biệt, kể cả những cái hành động nữa. Chính vì như vậy khi truyền thông Mỹ nó đưa ra thì nó lại càng bổ túc thêm cho những cái nhìn của người bình thường rằng thì là tổng thống phải là thế này, phải là thế kia. Trở lại một cách công bằng mà nói, không ai có quyền bắt ông Trump phải như thế này thế nọ, nhưng mà ông ấy là ông. Bây giờ là sao bây giờ? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, quay trở lại cái câu hỏi gần nhất mà anh nói là cái vụ ông Rex Tillerson đã bị báo chí đưa lên và ông Trump có phàn nàn bắt báo phải xin lỗi. Không có cái chuyện đó. Nó khổ một nỗi này. Trong quá khứ đó, những cái hư thực, những cái fake news và những cái real news nó diễn ra, nó cứ trộn lẫn lẫn nhau. Có những cái thông báo, có những cái bản tin liên quan đến cái mà ông Donald Trump nói là fake news, cuối cùng đấy lại là sự thật. Và bây giờ hiện nay cái vai trò của ông Ngoại trưởng Mỹ thì đang được cải tránh về phía ông Trump là không có, và yêu cầu phải xin lỗi như anh Tuấn vừa trình bày, thì người ta lại vẫn có quyền. Cái dư luận vốn dĩ nó đã có những cái ấn tượng không được đẹp về ông Donald Trump thì nó có được quyền nó suy nghĩ là sẽ có. Cái đó là một cái nguy hại của những cái một cái quá trình mà nó lộn xộn, nói xong rồi sửa xong rồi nói xong rồi cười hề hề, đại khái là như vậy. Thì tôi cho rằng là những cái hình ảnh của những người làm chính trị, những cái vai trò lớn như Ngoại trưởng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ấy, ngay cả ông Jeff Sessions thì cũng đã tuyên bố là sẽ ở lại. Cái sự ở lại của ông Sessions ấy, mình phải hiểu rằng ở nước Mỹ, cho dù là những người làm chính trị, cũng có những người thực sự vì nước, vì dân. Có thể cái nhìn của những người ở lại không có nghĩa là họ chấp nhận một số những cái cách làm việc của ông Trump. Nhưng mà họ ở lại bởi vì họ nghĩ rằng nếu không có họ thì hỏng cả. Tôi nói ví dụ ông Bộ trưởng Tư pháp là người đã đưa ra Mueller và đã chuẩn thuận ông Mueller làm chủ tịch Ủy ban điều tra. Thì bây giờ cái vai trò Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông nhìn theo cái góc cạnh của một người chuyên môn là phải có tam quyền phân lập. Bây giờ nếu ông vì một sự giận dỗi nhỏ bé mà ông bỏ ra đi thì cái người nào sẽ thế Mueller? Thì ông Mueller sẽ bị một cách nào đó mà nói có thể bị bó tay. Và khi bó tay như vậy thì làm sao có người để tìm ra cái sự thật? Mà cái sự thật cuối cùng theo quan điểm của ông Bộ trưởng Tư pháp, ông ở lại, ông cho rằng là đó mới là lợi cho nước Mỹ, cho dù thiệt hại đi một cái người mà ông đã từng ngưỡng mộ, ông đã từng đứng bên cạnh từ những giây phút đầu. Và bây giờ cái hình ảnh của ông Rex Tillerson sức mẻ có hay không, chúng ta có lẽ có một câu để trả lời rõ ràng với quý khán giả và anh Mai Tuấn là đợi thêm một chút thời gian nữa để xem đâu là sự thật. Và thưa quý khán thính giả cũng như anh Vũ Trung, ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions hiện nay là người đầu tiên của giới Cộng hòa với tư cách là Thượng viện, lúc đó ông đang là Thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ, tuyên bố và có thể nói là giúp đỡ Tổng thống Donald Trump đầu tiên. Bởi vì các nhà lập pháp của Hoa Kỳ lúc bây giờ, hay nói một cái khác, các nhà tay to mặt lớn chính trị gia của phe Cộng hòa đều im lặng khi mà ông Donald Trump được chọn làm đại diện của Đảng Cộng hòa ứng cử viên. Anh còn nhớ không? Thì ông Jeff Sessions lúc đó là người đầu tiên đã đưa ra tuyên bố đó. Và dĩ nhiên chúng ta nhìn lại tất cả những người có thể nói là rất thân với Tổng thống Donald Trump, từ Prime Bush cho đến Steve Bannon cho đến Michael Flynn, thì dĩ nhiên rồi đã bị trật trừng rầy rồi, đều đã bye bye tòa bạch ốc ra đi. Khi ông Tillerson được Tổng thống Donald Trump chọn làm Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ, phân tích gia và báo giới đã nói rằng ông này giỏi về kinh tế và đã từng ở bên nước Nga điều hành tổng giám đốc công ty Mobile. Và người ta cho rằng với cái đường lối mà Tổng thống Donald Trump muốn làm hòa lại, hay nói đúng hơn gắn lại cái tình ngoại giao với nước Nga, thì đã chọn ông Tillerson là một trong những người có thể móc nối. Mà đến lúc này, sau những người ra đi của tòa Bạch Ốc, ông Tillerson có thể nói là gió bắt đầu thổi, cây bắt đầu rung. Mặc dầu có những sự cải chính đó đây, thì câu hỏi vẫn được đặt ra. Liệu, mà cái ban nãy anh nói một câu rất tuyệt vời mà tôi rất thích, liệu
cái cách làm việc, cái cách cư xử hay cái cách điều hành đất nước của Tổng thống Donald Trump sẽ như thế nào, sóng gió còn nổi lên nhiều nữa hay không. Bởi vì cái đợt sóng đầu tiên về cái chuyện có liên quan đến Nga vẫn chưa giải quyết xong. Như anh vừa nói, nhà điều tra độc lập Robert Mueller vẫn đang còn đó, chưa giải quyết xong. Và cứ chồng chất hết cái này lên cái nọ. Và có lẽ cũng chính vì thế, cái chính sách mà chúng tôi vẫn nghĩ rằng với cái sự lãnh đạo tuyệt vời về kinh tế của Tổng thống Donald Trump, vì ông đã là từ scratch, tức là từ không mà làm thành trở thành tỷ phú, thì với cái chính sách của ông, nước Mỹ là hơn cả, là greater, the better, thì sẽ tiến tới, nhưng mà có thể nói đã bị chặn hết ngõ này đến ngõ khác, không thi hành được. Thì thưa anh, những ngày tháng tiếp theo sau đây sẽ ra sao? Mong anh trả lời thật vắn giống như câu văn nãy, vì chúng ta đã hết giờ. Thật vắn thì cái câu văn nó như sau. Thưa ngài Donald Trump, tôi không tin ngài sẽ có thể đắc cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai nữa. Đây là nói theo cái quan điểm của những người chống ngài, và tôi xin lặp lại như vậy. Thế tuy nhiên cái kết luận ngắn gọn là nếu ông không thành công thì ông đã là một tổng thống. Tuyệt vời, cảm ơn anh Vũ Trung với câu trả lời phải nói là ngắn và rất hay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả, và không quên mời quý vị theo dõi chương trình đấu giá chiều hôm nay từ 5 giờ tới 7 giờ với công ty Alexei của Lâm Triều Vĩ. Mong được gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.